Thưa quý vị, chiều nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có ông Bùi Văn Diêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tham dự đại hội còn có đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã tạo điều kiện để các hội viên, các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển thị trường, ổn định sản xuất, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã phát triển 230 hội viên, nâng tổng số hội viên trong Hiệp hội lên 320 hội viên, vận động thành lập 5 hội doanh nghiệp cấp huyện, thị, thành phố. Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã vận động hội viên đóng góp trên 200 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Với khẩu hiệu đồng hành, kiến tạo, phát triển, tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận xác định phương hướng cũng như các giải pháp để thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, đẩy mạnh hợp tác giữa các hội viên, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế, xây dựng kênh cung cấp thông tin kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp, hỗ trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm, dịch vụ cho hội viên. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đánh giá cao những hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong nhiệm kỳ qua và lưu ý trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long cần phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ để cùng nhau phát triển và sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò cầu nối, kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức chính trị xã hội, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp, tìm giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực trong thực hiện chính sách liên quan hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của địa phương, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên và doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật, có trách nhiệm đối với người lao động, với môi trường và cộng đồng xã hội. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2023-2028 với 41 thành viên. Ông Nguyễn Tường Nam, Phó Chủ tịch phụ trách Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021, được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2023-2028. Ngay sau khi kết thúc đại hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm BSA và Hiệp hội các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với các chuyên đề như liên kết Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao với các hiệp hội doanh nghiệp trong khu vực, khôi phục và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, liên kết hỗ trợ trong doanh nghiệp